Em nghe nói là bả đi á, là nên bỏ bả luôn mà. Thì nó rất là giận rồi về con, cái tối nào nó cũng khóc hết. Nó thích tới gần sáng nó mới ngủ không à. Rồi hôm bữa là mình giải hòa chưa? Thì về vậy thì cũng nói nó vậy đó, ban ngày thì nó cũng vô đây chơi đi làm chung vậy á, thì tới tối mới về mẹ nó Ý em sáng nó hỏi luôn. kìa, là hôm bữa là mình giải hòa rồi đó đúng không? Là khổ cho hai đứa nhỏ nữa. Giờ đang kiếm thêm biết nữa Là hai đứa lớn nghịch rồi tối hai đứa nhỏ giải hòa hả? à anh nhỏ hiểu Bữa rồi bữa đó ăn mấy chén? bữa ăn đâu năm sáu chén gì luôn Nóng lạnh đó ông nội. Có thiệt không? thiệt mà Trời ơi. Lâu lâu rồi giải hòa cái đó đó hả? ăn bù Kiếm thêm hay gì? cũng kiếm thêm Rồi hôm bữa về gì đó, rồi ông lớn ông nhỏ có đòi ăn cơm không? Có rồi chị có chiều ổng không? Có dọn hai ổng ăn mà hai ổng có dành ăn không? Dành quá trời luôn. Rồi dắt nó chị sao? Không biết sao khó xử, chiều hay sao? Người cũng chiều mấy ổng như sao chiều luôn. Mỗi hai lần ông dành ăn luôn dạ. Mỗi lần là chị về á là cái tình trạng mà hai ông dành ăn đó là chị mệt mà chị cũng còn quay về nữa. Rồi ổng dành rồi chị cảm giác làm sao? Chịu rồi hay sao? Chịu luôn chứ sao vậy? Phải mình đứng cây giữa mình phải chịu luôn. Không chịu mệt sao? Mệt không? Mệt thì cũng không mệt. Chấp nhận nha. Chấp nhận. Dạ Thanh Trúc á, Quý Ngôn thì nghe xem một cái video thấy bà về với ông nhỏ mà không tin. Em chào anh ha. Mấy anh em có xem một cái video á là thấy bà chị nè là về với ông chồng nhỏ, thì cho nên hôm bữa là chị nói mướn trọ mà. Là nhớ con, nhớ nhỏ quá. Nhớ rồi. Chứ về ổng năn nỉ hoài cho ổng cơ hội này. Mấy anh em kiếm chị vòng vòng trong nhà nhưng mà người ta chỉ là hai vợ chồng ở khu vực này. Dạ. Đi đâu mà có bọc cá hả anh? Đi bắt cá. Thôi bây giờ anh mình đậu xe vô đây đi. Kiếm cái chỗ mát nào cho mấy anh em trò chuyện tí xíu nha. Để hỏi cái lý do mà tại sao mà chị bỏ đi rồi mà quay về với ông nhỏ nữa. Chị. Dạ. Hôm bữa đó. Dạ. Chị nói là chị mướn trọ. Dạ. Với lại là ổng dành con lại. Mà bữa nay á mấy anh em có xem một cái video nhưng mà mấy anh em không có tin sự thật. Thì cho nên là tại sao mà chị á bây giờ quay lại với ông nhỏ như thế nào, chị kể cho em nghe coi. Dạ, tại vì nhớ ở ngoài nhà trọ nhớ con bé quá à. Về rước con bé mà ổng cho rước, ổng nói ở đây thì anh cho rước, không quay lại với anh, không cho rước con. Tại vì hôm bữa có một cái bạn quay nhưng mà em thấy, ủa phải video mới không ta? Nhưng mà hôm bữa mướn trọ cho chị rồi. Dạ. Dạ. Bữa đó là về thăm con á. Bán quay số nữa. Dạ. Nhưng mà quay rồi chị quay lại ổng. Rồi chị thấy đi về với ổng rồi chị thấy sao? Thấy ổng cũng thay đổi. Thay đổi hả? Ổng cũng nghỉ nhậu, ổng cũng quan tâm vợ con hơn trước. Rồi vậy là chị về là sống về chỗ cũ luôn đó hả? Dạ. Sống chung với ông anh ba với ông nhỏ. Dạ. Và ba anh em sống lại cái nhà đó. Dạ. Chị ơi chị đi khỏe không chết luôn rồi. Ông cứ theo ông năn nỉ hoài, nói cho anh cơ hội đi. Thế giờ mình có con nhỏ nữa mà không cho chồng. Cái này em nói thiệt chị nha. Dạ. Với lại em cũng xin lỗi anh nhỏ nha, là theo chị sống một mình nè. Dạ. Với đứa nhỏ nè, tụi em mướn trọ và lấy vé số cho chị và mua xe cho chị, thì chị thấy sống tốt hơn hay là sống với mấy ông nhỏ này về sống với ông được, lớn nhỏ được anh giúp thì sống cuộc sống tốt hơn, nó khỏe hơn. Mà nghĩ tới cảnh con mình không đủ cha mẹ cũng tội nghiệp con mình. Hôm bữa là ông dành đó thì chị nó cũng bỏ luôn nó dễ mà, nhưng mà em tụi em thấy ủa sao mà quay lại nữa, em thấy nó kỳ á ta. Chị ông nhỏ không có cái gì đâu, với lại bà thương dữ hả chị? Nói chung là cũng ngoài ngoài cũng quên cũng em, cũng ngoài ngoài rồi cũng quên rồi, mà về thăm ông bé ông cứ năn nỉ hoài. Em nói thí dụ có gì thì anh nhỏ đừng dặn em nha. Thí dụ bây giờ nè chị về đây là chị đi theo ổng làm ba cái người xa sắt dưới đá thôi. Dạ. Với lại là cơm nước là em thấy là không phải là mình nói ổng gì, nhưng mà ổng lo cho chị em thấy không được đầy đủ. Dạ. Thì về mấy bữa đâu vậy? Tự đen thù lùi vậy. Như vậy dạ. Đó là chị về với ổng là cái hôm bữa đó như thế nào mà chị quay lại với ổng?
Bữa đó em nhớ con của em về em thăm con á. Ông nói em tính cứ bé anh đi chơi. Ông nói về ở lại với ông thì ông cho rước con, không về ông cho rước con. Nên, không ra điều kiện gì nữa. À. Cái em đi về ngoài phòng trọ thì ông cũng ổng con ra ông năn nỉ. Về ở lại với anh đi, với con chăm sóc anh con chứ không ai chăm sóc con anh không đi làm được. Cứ năn nỉ hoài mình nghĩ mình bỏ cũng không đành. Thì thứ nhất là mấy anh em mình làm như vậy thì mạnh thường quân người ta sẽ không có giúp đỡ cho mình nữa. Tại vì hôm bữa đã chị đã hứa là mình đã không có quay về với ông lớn ông nhỏ nữa. Rồi như vậy rồi chị thấy cảm giác sao? Thấy có lỗi với thấy, cô chú anh chị đâu? Thấy cũng có lỗi. Chứ thế. bây giờ là tụi em giúp chị là hôm bữa là hết mình. Dạ. Rồi quay lại ông nhỏ ông lớn thì thôi em không biết điều chuyện gì để nói nữa. Thì thay vì thí dụ chị mình không có cái phương án nào sao mà phải quay về với hai ông này cũng có đó mà thấy con mình hơi thôi thiếu cha có cha mà không có mẹ cũng tội nghiệp con mà con còn nhỏ quá thì là anh cũng đâu có chăm sóc được cho con bé như mẹ đâu không năn nỉ chị ha không năn nỉ quá trời rồi mình em thì em cầm lòng không nổi đúng rồi. Tại hôm bữa mấy anh em cũng không có biết đâu. Dạ. Tại vì mấy anh em thấy có một cái video là hai vợ chồng quay về tôi nói ủa ta bữa mướn trọ rồi mà quay lại ta. Thì... Nhưng mà em làm em quay về em ở với chồng em là em cũng có lỗi với bên cộng đồng mạng. Rồi mẹ chị biết chưa? Dạ, biết rồi. Hôm bữa quay về là biết chưa? Biết rồi. Rồi mẹ chị có nói gì không? Mẹ nói giờ mà cho mày chọn lại lần nữa đó mày chọn sai đó mày đừng có hối hận. Tại vì hôm bữa là mấy anh em cũng thấy chị cũng thương cho nên là giúp cho chị bán vé số này kia cũng đủ điều kiện ở nhà trọ. Yeah. Rồi bây giờ là chị sống chung với hai anh em. Yeah. Rồi làm công việc gì với ổng nữa chị kể cho em nghe coi. Thì cũng đi làm bình thường với ổng vậy đó. Đi lập sắt với ổng. Cái bữa nào thì dành thời gian rảnh rỗi thì lấy giấy số bán thêm. Lấy giấy số rảnh rỗi bán giấy số thêm. Yeah. Rồi chị quay lại với ổng nè. Yeah. Cô chú người ta ở sớm rồi người ta có nói này nói nọ không? Dạ yeah, không. Ví dụ nói đi cho khỏe đi mà còn quay lại ổng gì nữa không? Dạ yeah, không. Tại vì trong sớm đó, không dám nói. Không dám nói ha. Người yeah. ta hết nói nổi ha. Dạ. Yeah. Là quay về với ông nhỏ ông lớn à, ông anh ơi anh nhỏ ơi rồi hôm bữa nghe nói giật con là hai vợ chồng nghe nói là anh nói là mình không có muốn quay lại nữa mà nhưng mà không biết cái cơ duyên nào mà anh với chị mà mình quay lại á tại vì bữa đó cũng đi làm để nhỏ nhà rồi để gặp đi bán số á cũng không có nói chuyện tới nữa thì lâu bữa đó chắc chiều nó chạy về nó cho em thăm con nhìn nó về thấy nó về đó hai mẹ con nó ngồi thấy là năn nỉ nó năn nỉ nó đầu nó cũng không chịu nữa nó để đi rồi thì tự em suy nghĩ về nó cũng về game gì đó rồi cũng điện hỏi nó như bà mẹ xin lỗi gì đó rồi cái sáng hôm sau nó mới ra chị à rồi hứa nó bỏ nhậu luôn hứa bỏ nhậu luôn hả mà rồi giờ hứa. Chỉ ban ngày ở đây ban đêm nó cũng về chổng mà ai vợ cũng về mẹ hả sao ở đây ban ngày ban đêm về chổng nó là đợi nó suy nghĩ lại lợi gì em thấy bữa lên cái clip được thấy bảo ngồi về với anh rồi bữa đó em về thăm á không nhớ về đâu gần 12 giờ vậy dậy xíu đâu rồi mấy ông có thấy ông nghe vô thấy bữa có quay một clip ông kêu nói là cho nó tình cảm thì tay rồi chị rồi về với ổng rồi cuộc sống mình sẽ quay lại từ đầu như hồi lúc ban đầu hả chị dạ chị thấy sống chung là với hai anh em như vậy đó thì cấp đầu chị nói mỏi mệt lắm
Nhưng mà tại sao bây giờ mình lại quay lại cái cuộc như cuộc sống như vậy? Thế chồng nó năn nỉ quá cũng tội. Tội thương hay sao? Dạ. Nhưng cũng nói chung mà trong lòng cũng vẫn còn thương chồng. Chị đi vậy rồi hôm bữa ông năn nỉ chị là bao lâu rồi mấy chị mới về chứ ông? Cũng cả tuần. Tuần. Dạ. Năn nỉ dữ không anh? Nhỏ. Bỏ đi đập sắt luôn à, không đi thôi. Rồi ông lớn cũng ở nhà vậy đó hả? Ừ, ông ở nhà không? Nhà. Rồi có chia ra nấu ăn gì không chị? Y cũ nữa gì? Không, bây giờ đang xin mấy cái cây ra riêng rồi. Riêng ha. Ừ. Thì cuộc sống đó thì y như ngày xưa, ba anh em sống chung. Một cái khu nhà quan. Cho nên là bây giờ là phải lo anh hôm bữa là em nghe nói là bả đi á là nó bỏ bả luôn mà. Thì nó rất là giận rồi về à. Con cái tối nào nó cũng khóc hết á. Cũng thích cái gần sáng nó mới ngủ không à. Rồi hôm bữa là mình giải quà chưa? Thì về vậy thì cũng nói nó vậy đó, ban ngày thì nó cũng vô đây chơi đi làm chung gì á rồi tới tối mới về mẹ nó. Ý em hỏi kìa là hôm bữa là mình giải quà rồi đó đúng không? Ừ. Là khổ cho hai đứa nhỏ nữa. Dạ. Bây giờ đang giờ đang kiếm thêm đứa nữa. Ừ, là hai đứa lớn nghịch rồi tối hai đứa nhỏ giải quà hả? À, hai đứa nhỏ giải quà. Bữa đó ăn mấy chén? Bữa ăn đâu năm sáu chén gì luôn. Nóng lạnh đó ông nội. Có thiệt không? Thiệt mà. Trời. Lâu lâu rồi giải quà cái đó đó hả? Ăn bù. Kiếm thêm hay gì? Cũng kiếm thêm. Ông chồng có 40 nha cả nhà, bà vợ chỉ 20 thôi. Có ai ăn cơm mà lần 5-6 chén không? Ăn là mệt dữ lắm nha. Ăn rồi sáng cũng làm nổi đâu, 2 ngày luôn. Khum không? Khum lưng không? Không có ngồi dậy được luôn. Gì ha? Sao mình không mua thuốc, cũng già chống gậy vô uống. Chị thấy nha, chị ảnh á, sức khỏe ảnh gì sao? Sao? Sợ không không? Sợ. Sợ ha. Tại vì nghe nó bỏ đi mà. Con nhỏ không lùa, nóng lạnh luôn á trời. Lâu lâu có cơ hội lỡ đi nữa rồi sao rồi, ăn cho nó kịp. Thì nói chung á thì mấy anh em, nói chung á thì chị này là cái lỗi của chị, yeah. Chứ không phải là mấy anh em. Thì mấy anh em nói với chị á là mấy anh em đã giúp, cố gắng giúp cho chị. Với cô chú Mạnh Thường Quân người ta giúp. Thì chị mà quay lại ông nhỏ đó, thì mấy anh em hôm bữa nói á là chị đừng có quay về đó nữa. Thì cho nên là em có nói gì thì nhỏ đừng buồn em nha, tại vì em nói cái sự thật là nói như vậy. Nếu như quay lại ông nhỏ thì mấy anh em sẽ không giúp nữa. Dạ. Bữa mướn trọ này kia cũng đầy đủ hết trơn rồi. Mà cái cuộc mà chị sao mà quay lại ông nhỏ với ông lớn cực khổ thấy bà luôn chàng. Sống chị sống với nên nè. Chị sống với hai ông nè. Chị sống mình là nào khỏe hơn? Sống mình khỏe hơn. Đúng rồi, khỏi ai đòi hỏi gì hết trơn. Chứ lại ông khỏi cần kêu cho ăn cơm được nữa. Cho nhịn đói thấy bà luôn. Quay lại đó rồi vòng vòng cô chú ở xóm đó. Dạ. Những cái xóm hôm bữa người ta nói đó là vô tiếng ra có ai nói gì không? Dạ không. Không hả? Không có nói đâu. Ừ. Đó là người ta không quan tâm tới gia đình đó. Hay là gì đó. Nói xe vô bệnh viện là chứng bệnh thần kinh tọ. Thần kinh tọ hả? Thần kinh tọ. Dạ. Thần kinh tọ đó là từ đầu. Hồi mình chưa có biết là cái chứng bệnh thần kinh tọ nó lần đầu nó nhức cái lưng. Dạ. Nhức lưng rồi sau này nó xuống dưới cái mông mình. Nó hơi nhiều một chút à. Dạ. Mình cũng đi chích này chích kia mà đâu có hết, chỉ đỡ chút xíu rồi sau này nó xuống giò. Dạ. Nó xuống giò là càng nặng nữa. Nó xuống giò, sau này nó hết một bên. Nó phóng qua bên đây một bên. Dạ. Phóng bên đây 5-10 bữa bắt đầu nó phóng qua bên đây, nó nhảy lên nhảy xuống á. Dạ. Cái đó là nó nhiều rồi đó, đi tới là chỗ thuốc đó là người ta nói chú mà chậm trễ là cỡ một tháng, tháng ngoài nữa là chú liệt luôn á, chứng bệnh này đó. Dạ. Chú đậm quá trời đậm rồi. Dạ. Là con người tôi là kể như là như một con cá lóc vậy mà lấy cây mà đi nướng chui vậy đó. Dạ. Nó đau thịt dữ lắm rồi chú Bảy. Dạ, thịt đó, nó gung gung vậy á. Đi phải ôm là ôm cột nhà rồi đó, nhà cây đụng đỉnh mà. Ừ, siêu tới siêu lui mà. Lần dắt đi không có dạ.
đi tiểu mà còn vợ ẩm đi nữa, bất cứ cái gì hết trơn là... tắm nước tắm gì cũng không có làm gì được hết trơn á, là nằm nói là không có thuốc. Dạ thưa chú Bảy, cái thời gian bệnh nó kéo dài bao lâu chú Bảy? Hồi bệnh đó nó kéo dài khoảng có chừng cỡ 6 tháng. 6 tháng là nằm một chỗ như vậy đó, lần dắt đi không? Lần đầu nó còn đi đỡ đỡ, sau này nó thấm nó là tới cỡ 6 tháng. Rồi trong cái lúc đó chú Bảy có sử dụng thuốc khác không? Có, đi chích không mà chỉ đỡ có chút xíu, chỉ đỡ chút xíu nhắm nhắm mắt vậy đó, chỉ nhắm nhắm mà tới hết thuốc bắt đầu nó đau bình thường như vậy. Dạ, có nghĩa là chích chỉ giảm đau thôi, chứ chích không giảm có đau bệnh. Thôi. Dạ. Dạ. Rồi sau này á quất vô thấy cỡ 4-5 ngày thấy nó bớt rồi mới tôi giật mình lại, nó trời ơi mình bớt rồi, bắt đầu tôi nói là thuốc này đúng rồi, tôi uống có 18 ngày là hết rồi. Dạ. Uống hết, bắt đầu uống hết hết nhất hết vậy rồi. Vậy tôi uống là thuốc này không cần tò không. Dạ. Dạ. Rồi hết luôn, uống chậm uống cỡ 7 bữa tuần lễ cũng được, 7 bữa 10 bữa cũng được. Và bệnh chứng bệnh nhiều á, nó nặng trong mình á, nó nặng nhiều quá 5 bữa được quất đi. Dạ. Còn mấy người uống được là chứng bệnh mà nó uống là bớt bớt quất liền liền luôn á. Tôi nói thiệt mà có tiền quất liền liền luôn. Dạ. Chứng bệnh này là miễn vô, là chứng bệnh đó miễn vô là tôi cho là 5 ngày là biết liền. Là mình cảm giác được trong người mình bớt. Đúng rồi, liền. Nó bớt liền. Dạ. Và mấy người mới phát hiện, hai người uống một tháng ở đấy thiếu gì, con gái thần kinh tọt biết bao nhiêu. Dạ. Hai người hùng nhau lại, tiền nó mắc quá, hai người hùng tiền nhau. Một ngày như vậy là mình uống khoảng bao nhiêu chú Bảy? Người ta cho 3 lần, còn tôi uống cả 5 lần. Dữ vậy? Tại chú Bảy nặng quá. Nặng quá mà, uống vô cứ nó bớt, uống vô cứ nó bớt. Dạ. Bởi vì tôi đâu có nhức mỏi gì đâu, già mà đâu có nhức lưng, nhức tay, nhức chân gì. Bởi vì tôi mạnh. Còn cái trụ hết này nè, nó nhiều quá, nhiều người nổi là từ cầu này nè. Dạ. Từ cầu này tới đây, một xóm này mà. Là hết từ đây tới ở xa đồn tới đâu hồi nãy đó, tôi tốn cũng nhiều lắm. Để làm tại vì hồi vợ tôi bệnh đó, người ta biếu cho tôi biết bao nhiêu. Dạ. Đi tới Cần Thơ á. Dạ. Điện thoại không có, cái gì cũng có. Mà tôi nói cái gì, ai người nào cũng định cũng thương tôi hết trơn. Tôi nói ra tôi muốn khóc không á. Dạ. Dạ lúc đó là bệnh dữ lắm hay chú Bảy ha? Trời ơi, bác sĩ ở Sóc Trăng, đa khoa Sóc Trăng chê rồi, nói ung thư mà, khối u thì ung thư mẹ rồi, còn gì nữa, khối u mà. Dạ. Rồi đem đi tới Cần Thơ, đâu phải ung thư đâu. Là bị cái gì chú Bảy? Nhiễm gan. Nhiễm gan. Nhiễm gan. Trời ơi, thôi. Người cho 5-70. Trong chùa ông Lục người 100, người 100 gửi, người 200, người 100, có người có tiền 300, người có tiền 400. Biết bao một chút xíu là khoảng 3 giờ, ngày đó thứ sáu khoảng 3 giờ mấy, người ta chuyển đi, nghe cái tin chuyển đi liền. Ta cho một hơi tiền một đống gì đó, không phải là 20 triệu đâu á. Là đặng cho chú Bảy nhập viện. Cho nhỉ? Đó, cho đó, người ta đây thấp nhang không à. Nói là nghiệp chú Bảy tội nghiệp, y là con còn nhỏ rồi, y làm cái gì y cũng làm tốt hết trơn, người nào cũng đều thương khen ổng hết trơn á. Dạ. Có gì có bề gì vợ mà có bề gì chú Bảy đây là rồi, không biết cỡ như thế nào đâu. Bởi vậy mới tới giờ đây là những mạnh Đông Vân với mấy người anh em cô bác đó, trong nước ngoài nước đó. Dạ. Tôi thấy gì người ta vậy đó, tôi nhìn thấy hoàn cảnh tôi hồi đó vậy đó, người ta giúp tôi bao nhiêu, cha mẹ người ta bây giờ bệnh bao nhiêu tôi cũng đem đi đưa cho người ta. Giúp trả lại, có qua có lại đó, tôi cũng vậy đó. Tại vì lúc đó mình nghèo khổ thì người ta giúp mình, bây giờ là mình cả là mạnh khỏe rồi, mình làm mình phải nhín chút mà tiền đó mình phải tiền để cho lại đó. Làm bước cho lại ha. Rồi tôi còn nói nữa, cái tiền này là tiền những mấy người mạnh đồng quân ở ngoài nước, trong nước thì đó, đã giúp cho tôi có nói tên đó giúp cho tôi nói với người ta tên đó, để cho bên kia người ta có phước nữa. Tôi chỉ có công thôi, người ta có phước. Chứ không phải tôi nói đưa không có tật tự, tôi không biết cái gì, tôi muốn xài gì, tôi làm gì, tôi làm đâu. Tôi làm cái nào ra cái đó đàng hoàng, tôi làm. Dạ. Dạ. Làm vậy đó, bởi vì mấy anh em đôi xóm này, người nào mà không thương tôi, ở gần gần đây thì khỏi nói, chừng nào đi xa đây 1 cây số được rồi. Qua bên kia, qua bên nào nói hỏi người đó làm sao là biết rồi. Dạ. Như vậy là sau này là chú Bảy nhờ uống cái này là chú Bảy hết luôn. Hết luôn, bởi vì vậy đó. Dạ. Hồi đó tôi bò không đó. Những mấy người mạnh hơn tôi, tuổi còn nhỏ 20-30 tuổi đi cắt cỏ không được, bò không. Đầu ổng nó nhức đây, sau này xuống đây, sau này nó xuống giò thì nặng rồi.
rồi sau này nó phóng qua bên này, sau này nó qua phóng qua bên kia. Tiền mua vậy có khi nhầm là làm có tiền vậy, chức ra mở để mở dành đi mua. Dạ thưa quý vị khán giả, ở Bọt Ngải Đen á là sẽ hỗ trợ cho quý vị khán giả mình á về các vấn đề như là đau nhức xương khớp, tê bì chân tay. Khi mà tay chân quý vị khán giả tê á thì nó sẽ dở không lên và đi lại rất là khó khăn. Kèm theo đó là sẽ giúp cho quý khán giả mình hỗ trợ về đau thần kinh tọa và thoát vị địa điểm. Dạ. Ngoài ra ở Bọt Ngải Đen á còn hỗ trợ cho quý khán giả mình về ngăn ngừa tai biến cũng như là ngăn ngừa đột quỵ. Bọt Ngải Đen thì còn kết hợp với các loại dược liệu ở ngoài, có một cái dược liệu rất là đặc biệt đó chính là củ ngải chống độc, sẽ giúp cho quý vị khán giả mình á ngăn ngừa các triệu chứng như là đau bao tử. Khi mà quý vị khán giả mình á ăn cũng đau mà không ăn cũng đau, kèm theo đó là cái triệu chứng trào ngược dạ dày, nó sẽ làm cho quý vị khán giả mình rất là khó chịu. Dạ thì khi mà quý vị khán giả mình có được cái bột cải đen từ bên Ngôn á thì quý vị khán giả mình dùng cho nó là 2 lần, mỗi một lần như vậy á là từ 3 cho đến 5 viên. Nhưng mà khi mà quý vị khán giả mình mới vừa dùng những ngày đầu tiên á, chưa từng dùng qua bột cải đen á, thì do cơ địa quý vị khán giả chưa quen á thì quý vị khán giả mình dùng mỗi một lần là 3 viên thôi, và một ngày á thì quý vị khán giả mình dùng 2 lần, sau mỗi bữa ăn khoảng tầm 10 phút. Dạ nếu mà quý vị khán giả mình có được mật ong gừng á mình kết hợp cùng thì sẽ nâng cao được cái hiệu quả của sản phẩm bột cải đen. Dạ thì để mà có được sản phẩm bột cải đen thì ngay bây giờ quý vị khán giả có thể comment bình luận cho Ngôn, cũng như là để lại thông tin liên hệ để cho Ngôn liên hệ và sẽ gửi sản phẩm bột cải đen đến với quý vị nha. Chị. Dạ. Chị cho em hỏi thăm nè, hôm bữa thì Mạnh Thường Quân á cũng giúp cho chị là vốn để bán vé số nè. Dạ. Rồi còn hỗ trợ mua cho chị là một chiếc xe. Rồi ngày hôm nay á sao mà mấy anh em thấy là chị đi với ông nhỏ trên cái chiếc xe cũ gì, rồi chiếc xe mới đâu? Dạ chiếc xe mới em nói thiệt là em cầm mà về thấy xe ổng hư ổng không đi làm được, chứ nhỏ về nhỏ không có sửa không gì hết trơn, cầm mua sửa mua xe chở đi làm. Là sao mà cầm xe dữ gì ông nhỏ? Xe đó là xe của tặng cho chị mà. Tại vì về rồi cái cũng không có kia nó muốn cầm nữa, thấy vợ thấy con nè đói chứ không có sửa, rồi xe đó thì nó hư rồi đâu có đi làm được đâu. Ừ. Là thôi vậy em cầm xe đi sửa xe đi làm, rồi một bữa hay bữa chuột. Là ông nhỏ cầm chiếc xe hết bao nhiêu? 3 triệu. Là ông nhỏ suối bà nhỏ hay là em tự em đi cầm. Tự chị đi cầm luôn hả? Ừ. Là thấy ổng không có tiền rồi tội nghiệp rồi đi cầm luôn hỏi hả? Anh chứ về nhà không còn hột gạo nữa. Ừ. Về nhà không còn gạo, không có gì ăn nữa. Hồi nhỏ thì không có sữa uống nữa, tả không có bằng nữa. Chàng cái này nói ông nhỏ đừng có buồn nghe ông nhỏ. Sao mà ông nhỏ không lo cho có gạo có thóc được mà lo không được? Có mình nó khóc sáng đêm suốt ngày đó, rồi cứ ở nhà mà dỗ nó không gì đâu có đi làm được đâu. Rồi bữa đó gặp vợ về mừng quá năn nỉ dữ lắm, khóc luôn nó mới ở lại. Hàng ơi chàng, giờ giữ nó thì cứ sáng đêm nó khóc nó đòi mẹ nó không mà, nó không chịu ngủ mà nó không chịu ăn vậy đó, cũng không đi làm được luôn. Bữa hôm về là thấy ốm nhom luôn á. Ừ. Em về không làm chăm là nó giờ nó đỏ lại đó. Hàng ơi, rồi chị cặp chiếc xe như vậy rồi chị không sợ Mạnh Thường Quân buồn sao? Em cũng sợ lắm chứ, vì hoàn cảnh biết sao vậy. Hàng ơi, phải người ta đừng có quay về thì đâu có mất chiếc xe mới đâu. Không về thì tội cho con chứ cho ảnh quá. Ừ. Rồi bây giờ ông nhỏ mấy bữa nay có đi làm gì được chưa? Có, cũng đi đập sắt lai gai. Cũng có đi đập sắt lai gai ha. Dạ. Ừ. Từ rồi... ngày về giữ nhỏ giờ ngày nào cũng đi làm. Chàng ơi chàng, thiệt tình chứ mới mua chiếc xe cái chát đó rồi chị cho em hỏi thăm nè. Dạ. Rồi mấy bữa nay có bán vé số không? Có bán buổi sáng còn buổi chiều về giữ bé này cho ông đi làm. Còn đủ vốn không hay là đứt vốn nữa rồi? Còn được 1 triệu mấy cho mình. Trời mấy em cắt trong túi áo nha. À, vậy là còn ha. Dạ. Còn đủ vốn ha. Rồi chiếc xe cầm như vậy rồi chị cầm
có 3 triệu rồi, chiếc xe đó cũng mắc mà sao cầm có 3 triệu à? Tại vì cầm đủ trang trải, mua gạo, mua thóc, mua tả, mua sữa cho con bé à. Như sữa với mua chiếc xe cho ổng đi làm à, chứ không có cầm nhiều. Là mua thêm chiếc xe khác hả? Dạ, chiếc xe đó giờ thay cái lốc máy là cũng 2 triệu rồi. Ừ. Mua chiếc xe khác 1.5 triệu. Rồi sao có chiếc xe mới rồi mắc gì mà phải đi mua chiếc cầm để đi mua chiếc mới nữa là sao? Đây là mua chiếc xe đó anh không chịu chạy đi làm anh ấy hư uổng. À. Sợ hư. Rồi nó để chạy tới lui đi như là mình đi chơi đi đây đi kia rồi đó. Ừ. Có xe mình đi còn cái xe kia để đi làm. Ừ, là như vậy là định mua chiếc xe kia là cái giá của chiếc xe kia là bao nhiêu nhỉ? 1.5 triệu. 1.5 triệu ha. Dạ. Là ông nhỏ định lấy chiếc xe đó đặng đi làm là đi mua dây chai hay là đi đập sắt đá giống hôm bữa nữa? Đi cũng là đi cái xe này để làm cái xe kéo. À. Để mình kéo cái xe đi đập dây chai rồi sẵn mình mua luôn, chứ còn xe Honda không thì mua không được. Ừ. Tao bán đâu có chở hết đâu. Ừ. Có nghĩa là mua chiếc xe kéo ha. Mua cục đá cho mình. Chở gì mà mất mua xe kéo chứ vậy? Như mũ chai đồ đó bao bao mình phải bỏ lên nhiều, mình đâu có chở xe Honda được. Là định đổi nghề đi làm dây chai luôn hả gì? Đi mua dây chai hả? Ừ, người ta bán thì mình mua. Ừ. Vừa đập cái cũng có nhiều người bán mà tại xe Honda rồi mình mua không được. Hàng ơi, mấy anh em nghe mấy anh em của em á phát hiện ra là chị quay lại là nói em với Thanh Trúc còn chưa tin nữa đó. Nói mới vừa giúp bà vốn bán cái số với mướn nhà trọ rồi xong rồi không lẽ tự nhiên bà không ở mà bà đi vô nhà quán. Vẫn bên giúp thì vẫn còn, em vẫn còn mấy cái số, nhưng mà thấy chồng vậy bỏ không đành, với con mình nó không vậy nữa. Ừ, rồi quyết định lần này là kỹ chưa nghe? Rồi sau này rồi cứ cái đi nữa rồi bắt đầu nhờ anh em giúp nữa là khó lắm nghe. Dạ. Rồi chắc là ông thấy ảnh không gầy về, thấy ảnh cũng thay đổi nhiều rồi. Anh thay đổi chưa? Rồi quan tâm vợ con hơn trước, cũng bỏ nhậu rồi. Cũng bỏ rượu rồi ha. Dạ. Bỏ nhậu rồi. Cũng mừng rồi. Ừ. Hàng ơi, chàng tưởng đâu là ông nhỏ, ông ôm đứa nhỏ đi gửi cho mấy người chị gì hôm bữa. Đã không nhận. Hả? Đã không nhận. Không ai giữ. Không ai giữ trơn. Bé mấy bữa đầu rồi mấy bữa sau không giữ không nhận. Không giữ bữa nào luôn. Không giữ được bữa nào luôn á, từ bữa bắt về tới giờ không nhớ. Vợ chồng mày làm, vợ chồng mày chịu. Hàng ơi. Tôi hỏi ông nhỏ về. Rồi... Là cái người mà không cho quay hôm bữa đó ha. Ừ. Ừ. Không cho ở lại luôn, không giữ luôn. Không giữ. Rồi hôm nay bà nhỏ quay về căn nhà quan đó sống cùng với ông lớn với ông nhỏ luôn hay sao? Dạ. Cũng chuẩn bị cắt cái chòi. À, chuẩn bị cắt cái chòi ra riêng. Dạ. Là bỏ ông lớn sống mình lên luôn. Sống chọn sống mình lên. Là cái chòi cắt ở đâu? Dưới mé sông. Mé sông nhưng mà người ta cho cắt không nghe? Cho. Xin rồi. Thường thường mấy xong là người ta không cho cắt đâu đó. Xin rồi ha. À. Ừ. Rồi ông nhỏ quyết định kỹ, nghe ông nhỏ có thay đổi hôm bữa nói là thà là không có vợ chứ không có nhậu là không được, rồi sao bữa nay đổi ý rồi. Tại nhỏ này nó khóc ngày khóc đêm chịu không nổi. Giờ giữ nó thì cũng không đi bằng được cũng đâu có rượu uống đâu. Người ta giao đứa con cho nuôi, dành nuôi cho đã, rồi nuôi được có từng lễ 10 bữa mà hàng nhỏ giống như là ốm luôn. Xuống luôn rồi. Nó không uống mà nó không ăn luôn, nó chỉ biết khóc à. Rồi còn bà nhỏ kìa, hôm bữa mấy anh em lo cho bà ở nhà trọ đồ mới chát à. Rồi bây giờ coi kìa. Nhưng mà đúng rồi đó, em tính nói, em không dám nói, anh nói. Anh cũng biết nữa hả? Rồi chồng con gì xong rồi để cho vợ như vậy chàng? Chứ vợ gán làm dữ lắm mà làm nó không có dư, cái vừa ấy thì xe hư không à. Rồi bản lĩnh đàn ông đâu mất tiêu đi. Thì đi làm thì bị giật. Đi bằng mướn đó hả? Ờ, đi bằng mướn thì bị giật. Ngồi xích vô bả cho tình thương bính thương coi. Trời ơi kìa, hết hồn. Có kìa, nhìn bả có kìa thiệt chứ. Hết hồn luôn rồi. Tại vì lúc mà dành con lại thì cũng biết rồi, đàn bà nào cũng vậy chứ, dễ gì người ta bỏ con mình đâu. Anh biết chiêu ha? Biết. Thà người ta bỏ chồng chứ không bỏ con đâu. Cho nên là đầu tiên bắt con trước đi ha. Ừ. Rồi từ từ mẹ nó nhớ con nó về à. Ừ, hèn gì hôm bữa không ôm đứa nhỏ thì bà không chịu về. Ừ. Mà tới chừng ôm đứa nhỏ rồi thì đầu là bà bảo hai ba bữa bà chịu hết nổi. Anh nói thiệt cho anh, cái bữa mà em về em nhìn nhỏ là em nói tự như là
bé còn cuối còn mà thiếu ăn nha. Trời trời nó sơ cỡ hết trơn cái đầu bưng á mình. Rồi hổng gà bà có coi kiến lại bà chưa? Bà có coi kiến lại chưa? Có. Chứ tôi với Thanh Trúc nhìn bà mấy bữa nay cũng dữ lắm á. Bữa nay tôi gặp là tôi thấy hết thấy gì luôn. Dạ ngươi hôm bữa ở nhà trọ Thư Viễn giả mấy anh em của Ngôn á, nhờ sự giúp đỡ của Quý Mạnh Thường Quân á, hỗ trợ cho bà nhỏ nè, thì bóng hế luôn á, Quyên giả không dính miếng sình miếng bụi luôn đó. Bữa nay sao? Đi thì đi xe đẹp xe mới nữa. Mà giờ coi nè Quý Viễn giả ơi, rớt nước mắt luôn. Sao ông nhỏ không biết thương qua Tiết Ngọc vậy chứ ông nhỏ? Mà ông chết không có tiền gì hết với tình thương. Bằng hoài bằng cái kia về cũng về là cũng không dư ra được nhiêu. Không dư ra anh. 200 về có người là một. À, anh nhỏ anh lột cái nón ra cho mát ơi. Không thấy gương mặt. Ừ. Cạo đầu rồi. Vậy đó. Sao cạo đầu vậy? Lý do là sao? Bỏ rượu. Hứa bỏ ruột với vợ là cạo đầu được cho vợ tính đó hả? À. Chiều cuối nè. Giờ cho chiêu này là hết mức luôn rồi. Chứ giờ mà không hứa cạo đầu bỏ ruột thì nhỏ giữ nhỏ này cũng bỏ ruột à. Chịu, em theo em được biết là trẻ trẻ con là nó khó dữ lắm á, không có mẹ nó là mình hơi đuối nha. Đó, từ lúc mà ẩm nó về là cũng có uống được một bữa một. Ngồi nội nghe nó khóc không mà tỉnh rượu luôn. Chàng ơi, bữa nay nhìn bà chị nè, U20 nè, hết thấy gì luôn. Không tin luôn, không tin vào mắt mình luôn á. Rồi mẹ của chị có biết chưa? Biết rồi. Rồi mẹ có nói gì không? Mẹ nói là mày quay lại mẹ ở với nó nữa là lần này lần cuối nè mày. Mày chọn sao mày chọn tao nghĩ nói mày. Mẹ nhất quyết là mẹ không cho về. Ừ. Thấy ông nhỏ cũng hạ quyết tâm quá kìa, cạo đầu luôn kìa. Anh xé gì em cạo đầu luôn hả? Chàng ơi chàng. Rồi từ lúc mà bà nhỏ về đó, rồi cầm xe để cho ông nhỏ mua gạo mua đồ đó. Rồi cái tiền nó còn không? Cái tiền cầm xe á? Còn của em. Còn của em kìa. Còn triệu mấy nè. Cầm 3 triệu mà giờ còn triệu mấy hả? Dạ. Mua xe hết triệu rưỡi rồi. Rồi tiền vốn mấy giấy số đâu? 4 triệu. Vốn 1 triệu. Tiền vốn cầm giấy số rồi mua giấy xe đó. À vốn. Hôm bữa là mấy anh em cho là 1 triệu đó. Mạnh Thường Quân là người ta gửi cho 5 triệu đó. 1 triệu. Tiền vốn 1 triệu. Rồi trả nhà trọ rồi người ta có phải trả tiền lại không? Dạ không anh. Sao vậy, mấy em trả trước 2-3 tháng lận mà. Tôi nói gì không trả trước thời hạn là ta không thanh toán tiền dư. Ờ. Ừ. Chứ rồi lúc mà mấy anh mướn mấy anh trả tiền nó đâu có trả đâu. Nó đúng rồi. Nó bỏ nó đi thôi. Mà bữa đưa trước 2 tháng á. Ừ. Đưa trước 2 tháng á. Bây giờ bởi vì nó đi thì... Phải ở nó nói mà là ta mướn cho mèo nở mình đi thôi chứ. Mình đâu có đưa tiền lại đâu. Chàng ơi chàng, coi bả kìa quý vị giả ơi. Bả nói 1 triệu mấy chứ điếm có mấy trăm ngàn luôn. 1 triệu mấy. Mấy hả? Mấy nha. Yeah. Sao thấy có 400, 500 tờ giấy. Yeah. À, có tờ bự. Không ta bự mà giấu. Không có tờ bự đó là thiếu quá. Thằng ơi thiệt tình chứ. Ông nhỏ ơi thôi bây giờ dù gì mình cũng là đàn ông, ông nhỏ cũng là người chồng á. Mấy cố gắng phấn đấu rồi tu chí làm ăn mình lo cho vợ con mình bằng vợ con người ta thôi. Thì từ lúc nó về hứa bỏ rượu mới còn chịu mấy chứ mà nhậu rồi chắc không còn được mấy ngàn nữa. Ngày nào hết ngày đó rồi. Chịu mấy đâu, thầm hơn chịu mấy người ta rồi. Thầm hơn chịu mấy luôn người ta rồi. Đâu, lấy xe này nè, mình chưa ra xe này. À. Rồi bù vô cái xe đó. Ừ. Cái gì đó ha. Là tính ra chỉ có hao có mấy trăm mà. Hao có 700 mà, cầm 3 triệu nhưng hao có 700 tiền vốn đó. Ừ. Rồi cái cầm xe đó là ai, cái quyết định đó của ai? Của ông nhỏ hay gì? Của vợ. Vợ thấy khổ con tự cầm chứ không có xuống. Gì ha. Rồi có chia cho ông lớn đồng nào không? Không. Hay là của hai người thôi. Sao không chia cho ông mớ không để dành? Không là làm nhậu không tự. Gì ha. Không chịu làm vậy chân á. Tao ngại ông ăn rồi ông nhậu ông nằm vậy đó. Không chịu làm. Ông đi múc lúa rồi cũng giỏi. Chịu lắm rồi. Giỏi. Nơi nấu cơm đồ nữa rồi. Giờ thay đổi lắm rồi. Bây giờ là nghỉ làm luôn hả? Không làm vậy chân. Giờ ăn riêng luôn rồi. Đi về đó giờ rồi không như vậy. Dạ ăn riêng luôn rồi, không ăn chung nữa. Là đổi ý, đổi tánh luôn nha. Từ cái bữa mà ông nhỏ đi kiếm ông đó nha. Ừ, từ bữa đi kiếm ông về, ông mày nấu thì mày ăn, không nấu mày nhịn đói.
chứ không có dưới trước mà nấu ở anh em ăn chung không có. Chàng ơi, vòng vòng xin ta rồi ta cho cây rồi rồi mà từ từ che trời hai đứa rồi. Dạ. Thì ông nhỏ đi ra ngoài rồi tụi em xin phép là để nói chuyện riêng với chị á. Dạ. Ừ. Chị cho em hỏi thăm là chị quyết định kỹ khi mà quay lại sống cùng với ông nhỏ với ông lớn chưa? Dạ quyết định anh. Quyết định kỹ chưa? Kỹ rồi. Cái này em hỏi thiệt nè. Dạ. Chị suy nghĩ như thế nào mà tự nhiên chị rời bỏ ông nhỏ với ông lớn đó? Là chị có cuộc sống thoải mái cũng như là làm đủ ăn rồi nó khỏe khoắn hơn, ngủ cũng ngon giấc rồi. Ừ. Có nhà cửa đồ ở đàng hoàng rồi sao chị lại quyết định là quay lại ông nhỏ với ông lớn nha? Nói chung là đi ra ở riêng á, ở lên á thì có giấc ngủ ngon thiệt, cuộc sống thoải mái thiệt, mà mình nghĩ ban đêm không có chồng nằm cạnh bên cũng tủi, chứ về thăm với là cái hai đó là về thăm con á, thấy con nó vậy rồi chồng mình nó vậy nó em không có đành lòng mà bỏ đi. Có nghĩa sao? Là chị vì nhớ chồng là nhớ ông lớn nhỏ hay là vì nhớ đứa con? Nhớ đứa bé. Nhớ đứa con là chính nha. Dạ. Đâu như đàn bà mà bỏ chồng bỏ con, bỏ chồng rồi chứ ai bỏ con đâu anh. Ừ. Cũng nhớ. Gán cầm lòng lắm luôn, mình chịu không nổi, phải bắt buộc phải về thăm. Về thấy thêm cái cảnh đó nữa cái em không biết sao anh chần hững không? Thứ nhất là chị nói không đúng sự thật về khán giả, tại vì hôm bữa mấy anh em giúp chị là đoán vé số chú mua xe này đầy đủ hết. À. Nhưng mà chị thì có mấy cái bạn quay thì thấy chị ủa sao quay về với ổng nữa, thì cái điều đó đó là người ta nói mấy anh em như nói với chị tại sao đi rồi mà còn quay về đó để làm cái gì. À. Thì theo mà những cái lời cô chú người ta nói như vậy đó, thì bữa nay mấy anh em cần chị có một câu trả lời coi. Nói chung là về đó là vì con thôi. Con ha. Dạ, vì con. Nếu thấy con mà nó vậy thì em cũng đâu có bỏ đi đành lòng mà bỏ đi nữa. Nói chung là chị có thể bỏ chồng. Dạ, mà không thể bỏ con. Mà không thể bỏ con được. Dạ. Ừ. Nhưng mà hôm bữa là mấy anh em đã mướn cái căn nhà trọ ở ngoài cho chị rồi. Đóng trước 2 tháng rồi. Là nói chung là đóng trước 2 tháng như vậy đó. Rồi khi chị đi về đó, rồi người ta có trả tiền nhà trọ lại cho mình không? Dạ không anh, tao nói là đi trước thời hạn tao thanh toán từng số dư lại cho mình. Tao không trả lại ha? Dạ không. Rồi hôm bữa đó là sao tự nhiên chị đi vô chị thăm đứa bé vậy? À, nhớ quá, đi bán vé số đó, thấy con ra cỡ con mình thấy nhớ, vậy ông nổi. Rồi khi mà chị vô như vậy đó rồi ông nhỏ ông nói gì? À, không nói hết trơn, ông nằm buồn hiu à. Ông nằm ông buồn hiu, nhìn thấy cũng tội, ẩm con ra giọng nằm. Nặng con hỏi cái đưa ra cho ông đi về. Rồi ông nói sao ông, mà chị chịu quay về với ông? Ông năng nỉ, nói thôi em ơi cho anh cơ hội đi. Anh biết anh sai rồi, cho về dì con về sống lại đi. Thì con thiếu cha thiếu mẹ cũng tội với con. Cái em nói là để em suy nghĩ lại. Nhưng là anh cũng điện về cho mẹ em. Anh xin lỗi mẹ, năng nỉ mẹ này nọ. Thì mẹ em thì bà nói hai chồng mày làm sao làm. Chứ mà nó quyết định là tao không có nói được đâu. Nhưng mà hổm gài chị có nhìn lại bản thân mình chưa? Có. Mình thấy là nó xuống, thiếu thốn gì lắm không? Thiếu thốn lắm, rồi xuống luôn. Nè, rồi giờ vậy rồi hai ổng có hành gì không? Không. Rồi sao mà không hành mà nó thấy nó xuống sức dữ vậy? Ông nào hành trước? Ông nhỏ hành nhiều không? Nhỏ nhiều hơn ha. Rồi dạ. Hôm bữa về gì đó, rồi ông lớn ông nhỏ có đòi ăn cơm không? Có. Rồi chị có chiều ổng không? Có, dọn hai ổng ăn. Mà hai ổng có dành ăn không? Dành quá trời luôn. Rồi giấc đó chị sao? Không biết sao khó xử. Chiều hay sao? Người cũng chiều mấy ổng như sao? Chiều luôn. Mỗi hai lần ông dành ăn luôn. Dạ. Mỗi lần là chị về á là cái tình trạng mà hai ông dành ăn đó là chị mệt mà chị cũng còn quay về nữa. Rồi ổng dành rồi chị cảm giác làm sao? Chịu rồi hay sao? Chịu luôn chứ sao vậy? Phải mình đứng cây dở mình phải chịu luôn. Không chịu mệt sao? Mệt không? Mệt thì cũng có mệt. Chấp nhận ha. Chấp nhận. Vậy là về hôm bữa là ổng đòi dọn cơm ăn dữ không? Thì anh cũng nói rồi đó. Nói chung là như vậy nè. Quý vị mà Mạnh Thường Quân á, dạ, hỗ trợ giúp cho chị á là để rời khỏi căn nhà quan. Đúng rồi. Và để tránh xa ông nhỏ với ông lớn, để có một cái cuộc sống cũng như là một cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Dạ. Nhưng mà bây giờ chị lại quay trở lại
chị có lời gì muốn gửi tới quý mạnh thường quân cũng như là quý vị khán giả đã thương yêu ủng hộ cho chị trong khoảng thời gian qua không? Dạ, vậy là này là cũng là lỗi của em, cho em xin lỗi cộng đồng mạng với anh chị cô bác trên. Tại vì là em thương con em quá, em bỏ con em không đành. Với lại chồng em ảnh năn nỉ quá à. Em không có đành lòng, mỏi mong cô chú anh chị tha lỗi cho em. Đó là những lời chị muốn gửi tới quý mạnh thường quân nha. Dạ. Xin lỗi ha. Dạ. Xin lỗi vì đã không có thực hiện đúng là như là em nói. Nhưng mà có cái này nè, đã quay về thì thôi đi. Chiếc xe là mạnh thường quân tặng cho chị. Dạ. Mà sao mà chị lại đem đi cầm, không hiểu sao, không hiểu nổi luôn á. Em không tin luôn, ông nhỏ không dỗ ngọt chị hay sao, hay là ông lớn không có ông nào dỗ ngọt em hết á. Chạy về thì nhà thì không có, không còn gạo, con thì không có sữa, không có tả, không có gì ăn hết. Mình thấy vậy mình cũng người mình không còn, không có, không còn tiền. Chứ lẽ ông nhỏ với ông lớn không có đi làm sao? Nên nhỏ thì mắc giữ con bé không à, đâu có đi mằng được. Đây ông cũng lớn, ông bé em thì nó khó lắm, không người lạ giữ không có được. Rồi ông lớn, ông lớn thì tối ngày thì chỉ biết rượu, uống rượu xong nằm đó, uống rượu xong nằm đó, không có làm gì. Chị nếu mà chị về đây, chị đi quay về hai ông này là chị sẽ đói dài dài nữa, nói chung là chị khe khổ nữa. Sao chị không suy nghĩ điều đó, nếu mà không có cái số tiền của chị thì mấy ổng lấy gì ăn? Em cũng suy nghĩ đó mà giờ về thấy ổng cũng thấy chồng mình cũng thay đổi rồi. Thay đổi gì, thay đổi mà không thấy làm gì hết trơn, thay đổi gì? Anh cũng chịu đi làm rồi, đi làm hằng ngày em đi làm chân á. Thứ nhất là chiếc xe của hôm bữa mấy anh em đã mua cho chị. Dạ. Tưởng đâu chị làm ăn mà về chị cũng quay về ông nhỏ nhưng lớn nữa. Tụi em không biết nói gì hơn. Bây giờ không có ông nhỏ đây nè, chị nói thiệt coi, chiếc xe đó là làm sao? Chiếc xe đó là tự em đi cầm. Tự đi cầm ha. Dạ. Rồi số tiền nó dùng vào cái việc gì? Là dùng là mua chiếc xe cho ảnh đi làm. Mua lại chiếc xe cho ảnh đi làm. Dạ. Chiếc xe giá nhiêu? 1.500.000. Mua chỉ có 1.500.000 thôi. Dạ. Còn 1.500.000 thì để dành xây sở, mua tả sữa cho con bé thôi. Rồi cái này nói thiệt nha. Dạ. Hồi nãy chị nói là tiền vốn với số chị còn. Dạ. Nhưng mà hồi nãy chị móc tiền ra chị đếm là chỉ có 1.000.000 hả? 1.000.000 thôi. Là vừa đủ tiền vốn với số à? Dạ. Rồi còn 1.500.000 mà cầm chiếc xe dư đâu? Để ở nhà là không có cầm theo. Để nhà thiệt ha. Dạ, để nhà. Nói đặng anh em cũng như quý vị biết nha. Biết người ta giúp chị đó. Em để ở nhà không cầm theo. Dạ. Nói chung là chị cái này nói thiệt nha. Dạ. Một lần nữa mỗi là chị nhớ là thương đứa nhỏ. Dạ. Hay là nhớ thương ông lớn với ông nhỏ? Đứa nhỏ. Thiệt tình không? Dạ thiệt tình, không thương con bé không à. Sao nãy thấy ngồi quấn bít ông như vậy? Nghe ổng quấn bít em như đâu, không có đâu. Nãy thấy chị sát với ông nhỏ dữ lắm đó nha. Cái này em hỏi thiệt nha. Dạ. Sao mà chị thì còn rất là trẻ luôn, mà cũng ngộ ngộ gái nữa, mà sao chị đem lòng chị yêu thương mấy ông này vậy? Nói chung là lúc đầu là ông cũng thương mình, giờ mình thương ông là chuyện bình thường thôi. Giờ ông nó xử tệ mình cao nào. Ông lớn tuổi, ông già nữa, mấy ông này già chắc. Với lại là quen mấy ông gì nữa là nó, nói chung là cái đạo lý con người người ta sẽ nói chị là như vậy không tốt. À. Chị phải suy nghĩ. Ví dụ như người ta ưng mấy ông già lớn tuổi hơn mà có khả năng, có kinh tế, có điều kiện, tặng cho con mình nó sung sướng. Còn cái này em thấy đâu có kinh tế điều kiện gì đâu, cái này chị thương thiệt luôn hay sao á? Thương thiệt. Mà ổng cua sao mà dính vậy á? Lại luôn, bây giờ quay lại với ông nhỏ với ông lớn rồi kìa, coi giò cẳng kìa. Như đó, con mèo. Hơn con mèo nữa. Con trâu mở cầu rồi con xe ra vậy. Lần này quay về, quay trở lại là có chắc ăn lỡ luôn không? Hay là vài bữa nữa rồi kêu mấy anh em xuống cứu không? Chắc ăn lỡ lại luôn. Thì ổng thay đổi vậy là em thấy em mừng rồi đó. Thay đổi sao rồi? Em cũng bỏ rượu nè, chăm sóc quan tâm vợ con hơn trước nè. Nói chung là không có nói chuyện nặng lời với vợ con như trước có nữa. Còn nạt không? Không, hết rồi. Giờ em thích làm thì làm, không làm thôi à. Chứ không có sai biểu hay là này nọ nữa. Rồi ông lớn có sữa gì không? Ông lớn đi cũ, giờ cơm mai nó ăn. Ông lớn nghỉ nấu cho chị ăn à? Nghỉ. Ông nấu ăn rồi, ông bỏ chị với ông nhỏ ai muốn ăn gì ăn. Ừ. Kỳ vậy ta. Chị cho em hỏi nè, ông lớn á. Dạ. Với ông nhỏ đó, thí dụ hai ông á làm đi làm những cái công việc cho chị á, mấy ổng có thay phiên không, thí dụ á? Không. Nhờ công việc của chị kêu ổng làm á, ổng có thay phiên không? Không, tự em làm mà. Vậy ha, có kêu, có khi nào chị kêu ông lớn ông nhỏ không? Có kêu chồng em chứ không kêu ông lớn. Không kêu ông lớn ha. Dạ.
Nhiều khi nhà anh giữ con em phơi đồ hay là giữ con em đi rửa chén gì đó, nhà giữ con thôi chứ không có nhà làm cái công việc của mình. Dạ. Cũng không có dám kêu ông lớn, nhưng mà nhờ ông thì lâu lâu cũng có nhờ ông lớn ha. Dạ. Lớn nhờ chỉ nhờ đi ra tiệm tạp hóa mua đồ thôi chứ không có nhờ nè. Giờ thì ông sẽ đi ha, ông nghe lời chị ha. Mà giờ hết nhờ rồi. Dạ không muốn hay sao? Giờ giờ từ cái ngày mà chồng em đi kiếm ông về tới giờ là ông thay đổi hẳn luôn. Dạ. Ông nhỏ đi kiếm ông lớn đó ha. Dạ. Là về là ông lớn thay đổi luôn rồi. Cơm ông nấu ông ăn ơi nè, ông đồ dạ, ăn chị, chị không có ông không ăn chung với chị nữa. Dạ không. Ông dạ. Ăn luôn ha. Ông ăn là ông nấu ông ăn lên. Sao chị không đút cho ông ăn đi? Không. Không thương ông sao? Ăn không ăn thôi chứ mắc phải đút. Ông không nấu thì chị nấu cho ông. Không, em cũng không nấu luôn. Thay đổi ha. Thay đổi. Gia đình chỉ có ba người à. Mà là... không hòa thuận nữa rồi sao? Đây, chuẩn bị cắt cái trò ra riêng đó. Đúng rồi. Như ở chung nhỏ cũng không nổi nữa. Tính thay đổi ha. Dạ. Thay giờ, đổi chứ không thay giờ lúc trước em mua con cá còn chia ra ba người, giờ mua ký cá ăn lên à. Hồi lần thì chia con cá chia ra làm ba. Dạ, ký cá ăn lên. Anh này một khúc, anh kia một khúc, chị một khúc. Dạ. Còn bây giờ đó thì không chia nữa. Không. Lý do sao chị mệt hay sao chị? Mệt mỏi quá hay sao? Em cũng không biết ổng nữa. Mà nhưng mà em hỏi chị kìa, lý do mệt mỏi quá cái cuộc sống này hay sao? Dạ. Mệt mỏi cuộc sống mà có mấy anh em mà sống gì. Thà ra riêng cái khúc mắng. Đúng rồi. Chị về sống với ông nhỏ với ông lớn á là ừ. Người ta sẽ mình đâu có bỏ được. Dạ đúng rồi, người ta kêu view á. Dạ. Ví dụ chị, rồi cho em hỏi nè. Rồi bây giờ là chị đi về nè, có khi nào người ta nói chị á là trời ơi mày giờ mày sống với hai ông nữa hay gì rồi, có khi nào người ta nói chưa? Chưa, từ bây giờ chưa nghe ai nói. Chưa, tại vì chị chưa có xuất hiện đúng không? Dạ chưa. Còn cấp trước thì sao? Cấp trước thì nói mày khổ quá, sống hai nó khổ quá thì thôi mày bỏ mày đi mẹ rồi đi. Ôm con mày đi chứ ở cảnh này ở tù với ở làm gì? Với lại người ta nói chị là sống với hai người đàn ông là như thế nào? Chị có thể kể cái đoạn đó, cái cấp kia người ta nói không? Nói là sống một bà hai ông chồng chứ không phải là nói chung là sống anh em trong nhà. Vậy là người ta nói chị là sống với hai ông chồng. Dạ. Rồi lúc đó chị nói sao? Chị buồn không? Em cũng buồn mà em nói thôi kệ, mình mỉm cười cho qua nên ta hiểu, mình không hiểu thôi. Sao chị không giải thích cho người ta hiểu? Nói chung là cái con người em không thích giải thích. À hiểu thôi à. Không thích là giải thích phân ngôn, giải thích phân ngôn người ta đâu có hiểu mình đâu. À, mình sống cùng với hai ông như vậy hạnh phúc không? Lúc đầu thì cũng hạnh phúc mà về tập sao từ lúc em đi về tới giờ là không còn như xưa. Không còn như xưa, thay đổi hết rồi. Không còn điều kiện như ngày xưa. Dạ. Dọn cơm ra ăn như vậy hai ông ăn cùng lúc hay là thay phiên? Hai ông cùng lúc. Ông kia ăn sao? Ăn cùng lúc. Mà từng ăn cùng lúc luôn hả? Chạy cho ông kêu ông nhỏ ăn trước đi rồi hãy cho ông lớn xuống ăn. Ta chia ra bà. Không chịu vậy, ăn cơm là dọn ra ăn chung chứ. Ừ chị ơi, dạ. Thôi thì chuẩn bị kết thúc video á. Chị gửi lại một lời đến quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân á. Mà cũng như là mấy anh em á trong khoảng thời gian qua đã hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị á. Chị có thể gửi một lời nữa. Một lần nữa gửi đôi lời đến quý mạnh thường quân cũng như là quý khán giả mà thương yêu chị không? Dạ. Nói chung là em cũng hôm nay em cũng xin được gửi đôi lời đến mạnh thường quân. Cảm ơn mạnh thường quân là giúp đỡ em thời gian qua. Nhưng em cũng xin lỗi là vì em không thực hiện được cái lời hứa là không quay về ở với hai ông nữa. Vì em bỏ con em không đành. Ai nằm trong hoàn cảnh cũng giống em, cũng như em thôi. Nên em xin lỗi. Chị sợ giống như là xa con không được. Dạ, xa con không đành. Cái bữa đầu mà về gặp con chị sao? Mừng lắm nha, vui lắm, rớt nước mắt luôn á. Thấy cháu nó tội nghiệp á. Dạ. Vừa gặp con vừa mừng mà vừa thương con nữa, gì đâu mà nhìn không ra ốm nhom mà nó trời nó. Nhưng mà chị dành nuôi con mình ở được mà. Anh không cho. Anh không cho ha. Anh sợ em bước thêm bước nữa rồi con khổ con gái em. Rồi ông không cho. Dạ, thưa quý khán giả, thưa quý mạnh thường quân. Thì đó là đôi lời của cô vợ U20 gửi đến quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân. Thì Ngôn cùng với Thanh Trúc á, xin quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân nè, hãy hiểu cho cái tấm lòng của người mẹ rất khó để mà sống xa con mình. Dạ. Dạ thì ông nhỏ ơi, chú chị ơi, thì bữa nay á, Thanh Trúc với Ngôn lại đây. Thì đầu tiên á, thì mấy anh em thấy một cái đoạn clip á, hôm bữa mấy anh em đã mướn trọ cho chị rồi. Thì có mua xe cho chị nhưng mà không biết vì sao chị quay về với ông nhỏ. Thì cho nên là mấy anh em sẵn lại đây. Thì nói chung thì cũng
chia sẻ một cái đoạn video này lên, thì Thanh Trúc với Nguyên Hôn thì lấy cái tiền cá nhân á ra gửi cho chị 500.000 để mua sữa phụ cháu ha. Dạ, cảm ơn. Thì nói chung á thì cả nhà ơi, thì cái chị nè U20 nè, nói chung thì nhớ con quá cho nên là mới quay về thôi, chứ nói chung thì mình cũng không có biết nói sao giờ. Thì nói chung là duyên nợ mà mình tách ra thì cũng không được, thì tùy duyên đi. Thì đến đây thì Ngôn cùng với Thanh Trúc xin phép được kết thúc video, và nguyện cầu chúc cho quý khán giả cùng với quý mạnh thường quân sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Cùng xin chào và hẹn gặp lại ở một video.